Good morning everybody. Xin chào mọi người. Hôm nay thứ hai buổi sáng mình có hẹn với therapist là để check lại cái vai của mình. Nói thật ra cái vai mình nó bị đau từ tháng 2 đến giờ mà nó cũng không có tốt lành gì hết. Cho thuốc uống thì nó đỡ đau chút, nhưng mà cứ mỗi lần mình cử động cái tay, cái vai mà gọi là mình, thí dụ mình giói cái tay ra chéo ông bên đó là nó rất là đau, là mình biết cái cơ bắp ngay chỗ đó nó bị sao rồi. Thì người ta nghi là nó bị rách, nhưng mà họ cái chị từ từ mình thấy có lúc ở bên đây họ cẩn thận quá, họ không có đi rọi hình liền, rọi hai loại hình, một hình x-ray thì nó không thấy, không có bị, nó coi cái xương không sao hết, nhưng mà cái cơ bắp thì phải rọi bằng cái loại gọi là MRI thì nó nhìn kỹ hơn mới biết thì có thể là bị rách hay là gì. Nhưng mà khi mà được approve để mà check cái đó là phải theo cái lịch tập thể dục, thời gian họ thấy sao mới được. Coi như tập cả 2 tháng nay là thấy cũng không có tiến triển. Hay nữa, cái hôm mình bị phỏng tay á, thì mình đang nướng thịt cái mình đụng cái tay vào trong cái chỗ nóng, nó giật cái ra cái làm cái nó đau thêm quá trời luôn. Cho nên có thể mình bị làm mà tổn thương thêm nặng hơn á. Không phải là khớp xương đau mà nó bị, mình nghĩ là cái trong cái cơ bắp nó bị rách một chút, đúng rồi đó. Mà không biết họ trị bằng cách nào, thuốc uống thấy không lành, tập cũng không lành. Hy vọng kỳ này vào thì vậy, họ cho đi bác sĩ rọi cái vai cho nó biết, tìm rõ nguyên nhân chứ, để mấy thằng này lâu lâu nó cứ đau. Nếu như mình để yên cái vai không sao, nhưng mà mình nhúc nhích cái cử động mà mạnh nó đau. Anyway, buổi sáng thứ hai giờ này là 7 giờ sáng, đường rất là vắng vẻ. Bữa nay 11 tây hả? Còn thêm sắp xỉ 3 tuần nữa là cái lệnh gọi là cách ly nhẹ hả? Với lại cấm mở kinh doanh này nọ đâu, thì cũng vẫn còn những tiệm nail rồi gì đó thì không được tạo mở, mấy cái tiệm tập thể dục nữa đó, mấy cái tiệm gym exercise gym thì không có được. Chỉ có tóm lại chỉ có thức ăn giao gọi là delivery, hoặc là đến mua ra lấy ra hoặc là đi chợ thôi, chứ còn không còn xăng cây xăng. Số người có cũng rất là chán nản rồi, mình là thấy không đến nổi, thấy cũng lâu lâu cũng thấy buồn buồn khi nghĩ tới cả thế giới mình thấy nó. Nhưng mà có lúc coi lại những cái YouTube, như bữa nay có cái tin tức một chuyến bay ở đâu của nội địa bên Mỹ nè, của American Airlines thì phải, hành khách chụp lại cái tấm hình đó, trên máy bay đầy hết, không chừa một chỗ trống. Chưa có thuốc trị nên cũng biết làm sao nữa. Ai cũng một thì đòi trở lại bình thường, một số thì nói ok phải cẩn thận. Bây giờ ai đúng ai sai ai biết được đâu, cứ mở ra rồi lúc đó tăng số người lên, số người bị nhiễm, số người chết là khoảng 3% mà sao tăng lên đó. Nghĩ tới giờ con đi học không, gọi là 2 tháng rồi không có đi học, chỉ học ở nhà.
ngày như nó họ cho chỉ có bài tập này nọ rồi thôi, thấy không sao bằng mà đi trong trường học gặp thầy giáo đã dạy rồi, phải không? Không sao mà so sánh được. Xe xuyên bang rồi đi Las Vegas rồi vậy đã là ha. Las Vegas này như cũng nghe chưa được mở. Còn nói tóm là đi xa giờ này là thấy khỏe, không kẹt xe. Việt Nam lúc này sao rồi, thấy cho đi mở cửa này nọ rồi đấy. Quán nhậu đồ đầy rồi, đông đầy lại chưa. Mình nghĩ thấy đúng chứ, nếu như mà mở lại mà chỉ cần có cho một số người đi nhiễm lây ra lại rồi là nó sẽ tràn lan lại như xưa thôi, không có cách trị mà social distancing, nhưng mà nó cũng có một anyway. Theo dõi tình hình coi biết sao, giờ mình không có control over những cái này. Bình thường là giờ này những cái gọi là travel agency hay là mấy website mà book vé máy bay, book Hawaii rồi trời, nhiều cái hotel á, book hết trơn luôn. Là thường mình book là cuối tháng 6 đầu tháng 7 coi là July 4th á, đi chơi. Book trước giờ này thì có thể rẻ được chút đỉnh. Có thể gọi là chọn chỗ chứ không phải là cho rẻ nữa. Chờ đến tháng cuối, đến tháng là hết rồi. Bây giờ thì thôi đâu có book được đâu. Giờ là không có du lịch, giờ là chỉ có đi cần thiết, đi công việc hoặc là đi công tác, không cha mẹ bị yếu, bị già hay là gì này nọ chứ không có được đi. California thì như Los Angeles là bị nhiều nhất, đại đông dân số, với lại cũng ở county mình ở thì cũng trung bình như 2,000 mấy trăm ca chết thì khoảng bao nhiêu ta, mấy trăm vậy đó, 300-400. Hiện tại đang nằm trong nhà thương là dưới 100 người đang bị nhiễm, thì mới bị nhiễm khoảng 30. Có chuyến bay kìa, chắc có một ngày chắc chừng 5-6 chuyến bay. Nói tới máy bay, hôm nọ đọc tin tức thấy có một chiếc máy bay bay đáp xuống ở đâu quê này, Texas hả, đụng một người ở trên đường băng, trời ơi, mà hình như là phi công đến lúc cuối cùng nghĩa là tránh á, cho nên không có bị hút vô trong cái máy jet, đụng ngay bên cái engine móp luôn. Cuối cùng thì đến đó báo động rồi tìm mới được cái xác chết. Máy bay đụng người là một cái chuyện rất là hiếm. Có mấy
mấy đứa gọi là đi du lịch bụi, cuối cùng nó cũng phải bay về Mỹ. Ở Singapore có hai đứa mà vợ chồng mình cũng đang theo dõi đó, đi du lịch cả thế giới 2 năm mấy rồi, đang đi bây giờ bị kẹt ở Singapore hết 2 tuần, xong rồi Singapore nó nó nói nó không có cái ở bên Mỹ này, nó nói sẽ không có những chuyến bay bay từ Singapore về nữa, mà cái bảo hiểm sức khỏe của mấy người đó cũng không còn tốt nữa, cho nên phải bay về Mỹ thôi. Mình coi theo dõi bay về tới Mỹ, thấy cũng không có gì cản trở, chỉ có thấy công nhận đi vô trong mấy phi trường nó rắn bắn hoe à, nhìn thấy nó kỳ cục lắm. Mặc dù mình nhìn biết bao nhiêu lần rồi, với lại mình cũng biết cả tháng mấy tháng nay là những chuyện nó vậy đó, nhưng mình mỗi lần mình nhìn thấy mà thấy nó kỳ cục sao. Phi trường Singapore đông đóng rồi cuối cùng cũng vắn bóng người. Về tới Mỹ không ai check nhiệt độ, không ai bắt bảo quarantine hết á mà. Với lại cái mấy đứa nó bay từ Mỹ về Trung Quốc nó bị bắt ở bắt vô trong quarantine 2 tuần. Hai vợ chồng đi vừa quay YouTube vlog á. Bay về chỉ có hỏi có phải bay từ Trung Quốc về không, không phải là thôi ok. Không có trách nhiệt độ, không có bảo phải nhà cách ly hay tự cách ly hay cái gì hết. Nhưng mà họ về bên Mỹ là họ tình nguyện cách ly 14 ngày. Ok, thôi mình tạm ngừng ở đây nha các bạn. Tới hơi sớm chút cho nên chờ. Mình từ nhỏ tới giờ là thường thường vậy nè, có hẹn mình hay tới sớm lắm, không có đi trễ, bất đắc dĩ lắm mới đi trễ. Khẩu trang chuẩn bị vô, khẩu trang này chỉ xài cũng được tay này cho ba nhà thương mà chỉ xài chỉ chừng một lần thôi phải không. Nhưng mà thật ra mình xài thì mình cẩn thận, mình xài chừng vài lần. Ngày xưa đi làm ở công ty trong phòng lab đó là mình phải đeo suốt ngày. Mỗi lần đi ra quăng bỏ, mỗi ngày đi ra quăng bỏ, rẻ mạt. Bây giờ nó mấy khẩu trang đó, bây giờ mắt thấy mờ đi. Này cũng nó có kính hơn chút đỉnh. Nói chuyện qua bên cái khẩu trang á, nhiều khi phải nói thiệt lớn lên. Đang đói bụng quá trời luôn, giờ rồi mà có tô súp rồi, quá đã. Không cần thiết phở. Bún riêu, bún nóng á, cái gì mà nóng, hủ tiếu, mì, có súp vô là mì hoành thánh nè, này kia nọ. Việt Nam có cái ngồi xuống mấy cái quán mì ở Chợ Lớn hay là ở Sài Gòn cái có cái dầu cháo quẩy để đó. Chấm vô nước súp là thôi hết sảy. Tiệm sắm cho ở lâu quá không ăn tiệm sắm, mai mốt mà bình thường lại là phải đi tiệm sắm chắc đắt lắm mà bà con. Không biết sau này những cái tiệm ăn họ phải cách xa nhau nha, cái bàn nó, tại vì thường thường người ta để đâu càng đông càng khách lại càng tốt, tại nhiều khách phải không, mà bây giờ chỉ, nên là trong cái luật của gọi là cho chống nguy hiểm khi bị cháy nhà để người ta chạy ra, thì nó mỗi bàn cách nhau như là 3 feet, là coi như 1 thước thế thôi.
Rồi bây giờ thì mai mốt thì nó chắc phải cách nhau 2 thước không ta? Giờ là coi như người ta có ít khách hàng hơn, nhưng mà cũng đỡ hơn là không khách hàng. Ra nó không phải thay đổi, không có gì mà giống như bình thường được vậy. Nghe nói Quốc hội Mỹ đang bàn cãi cái vụ cho mỗi người 2.000 cho đến khi nào hết cái đại dịch này thôi. Nước Mỹ bây giờ phun tiền ra như vậy riết thì cuối cùng lạm phát dữ lắm á. Những người làm chủ nhà sao mình cũng không biết, nghe nói là luật là không có được convict người ta không có tiền trả nhà đó, thì cho người ta khất nhưng mà không có được đuổi người ta ra khỏi nhà. Mà mấy người thừa cơ hội đó không chịu trả tiền nhà, ví dụ như 6 tháng năm tự nhiên họ dọn đi chỗ khác, họ quỵt tiền không biết làm sao nữa. Mà chủ nhà vậy chết chết. Rồi ngồi ăn ở không ngồi rồi lãnh 2.000 tháng rồi thôi còn mấy người đi làm mà trả thuế ta chửi chết. Ơi, Mỹ in tiền ra cứ trả tiếp chứ. Có coi về cái ngân hàng của quốc gia Mỹ không? Trong đó nó có cái kho tế tàng mà vàng khối quá trời luôn. Mỹ giàu mà sẽ xài hết cái đó. Ê. Nói tào lao riết rồi. Đang thèm ăn cái tự nhiên chuyển qua cái vụ. Cái biết sao nữa. Hay tới đâu hay tới đó ha. Thôi mình đi chuẩn bị vô nha các bạn.